Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 10 của kỳ án nằm cam màn kịch thế thân cứu chúa giúp con cháu nằm cam thoát án giết người. Phan Lê Sơn, sinh năm 1976, là trung sĩ cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, ngồi nhậu cùng một số bạn ở quán Cẩm Chỉ, số 4 đường Hải Triều quận Nhất. Nguyễn Hữu Thịnh, con trai của Thọ Đại Úy, cùng với vài người bạn ngồi bàn kế phía gần đường Nguyễn Huệ cách bàn của Phan Lê Sơn, một khoảng không xa. Dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng Thịnh gọi năm Cam bằng ông và sớm tỏ ra rất sành đời. Học lối sống buông thả, phóng túng của giới trẻ. Ban ngày, Thịnh cùng các bạn của mình sống giật giờ hoặc thu mình trong phòng ngủ. Cuộc sống của gã thanh niên mới vào đời này chỉ thật sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống lối sống khác thường đó bắt rễ trong tâm hồn Thịnh do ảnh hưởng của cha và đại gia đình Năm Cam. Đi chơi thâu đêm chẳng với mục đích gì cả, ngoài thỏa mãn nhu cầu la cà, tạo ấn tượng cá nhân bằng những lần quậy phá. Từ Anh Kiệt là một gã óc con, bạn của Thịnh đến sau, rọi pha đèn vào mặt Phan Lê Sơn, thấy khó chịu nên Sơn đứng dậy gây sự. Hai tên đi xe vừa nhảy ra đã lãnh một cú đá như trời giáng của Sơn ôm bụng ngồi tại chỗ. Sơn đạp lên chiếc xe đổ cần ra đường. Tên bị đá, nhăn nhó thách thức. Năng, một tên giang hồ lọc lỗi là em ruột của Dũng Chùa, nhận ra Thịnh là con của Thọ Đại Úy, nên đã vội khuyên Sơn đừng nên động vào. Hai cặp nam nữ bạn của Sơn, sợ tai bay vạ gió, cũng đã vội cáo từ. Bàn tiệc chín người, chỉ còn 5 người, trong đó có Sơn và Phạm Phước Hưng cũng là chiến sĩ công an. Thịnh chạy ra ngoài, vừa tìm trợ thủ trong nhóm bạn lao nhào lóc nhóc, vừa gọi điện cho Bảy Việt đệ tứ ruột của Nam Cam đang nhậu với Thọ đại úy cầu cứu. Sau đó Bảy Việt, Thọ đại úy dẫn đàn em mang hung khí theo Thịnh chỉ đường tới quán cẩm chỉ. Tại đây một cuộc ẩu đả đã diễn ra đẫm máu. Phe Bảy Việt, Thọ đại úy cậy thế đông người nên trong lúc hỗn chiến đã lấy mạng hai chiến sĩ công an, trong đó có trung sĩ Phan Lê Sơn, còn Thọ đại úy bị đồng bọn đâm nhầm cũng đã phải đi cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm công đồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Bãi việc chở Kim Anh tới quán Tân Hải Vân ở số 162 Nguyễn Trãi gặp Hiệp Phò Mã và kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Sau khi biết hai nạn nhân tử vong đều là chiến sĩ công an, Hiệp tức tốc gọi điện cho Năm Cam đang ở Hà Nội. Hiệp Phò Mã bấm số gọi Năm Cam liên tục nhưng không liên lạc được. Vì thời điểm đó, Nam Cam đang nằm cạnh cô học viên trường múa xinh như mộng trong khách sạn Las Vegas ở số 7 Lê Văn Hưu, Hà Nội. Tới sáng hôm sau, Nam Cam mở máy và nhận được lời nhắn của Hiệp. Nam Cam vội gọi cho Hiệp. Y biết nếu không có chuyện trọng đại, chẳng ai trong gia đình Y lại gọi điện trong lúc nửa đêm. Hiệp phòng mã kể lại vụ đánh nhau ở quán cẩm chỉ dẫn đến án mạng làm hai người chết. Nam Cam toát mồ hôi lạnh, y lật đật tìm chủ khách sạn đặt vé máy bay về Sài Gòn. Nghe Hiệp kể lại tỉ mỉ mọi chi tiết, Nam Cam lặng lẽ suy nghĩ. Để cứu những thành viên của gia tộc ra khỏi vụ giết hai người, trong đó có một cảnh sát hình sự là chuyện không đơn giản chút nào. Bẩm sinh của một con cáo già Nam Cam tự biết mình phải cầu cứu những ai. Sau khi nắm tình hình, Nam Cam nhận xét việc Thịnh bị đánh ở Hải Triều là chuyện nhỏ. Nhưng Thọ là cha của Thịnh, đáng lẽ khi biết Thịnh gọi điện kêu bảy việc ra quán đánh nhau thì phải căng ngăn. Đằng này Thọ còn theo Thịnh ra Hải Triều để đánh nhau. Sự có mặt của Thọ ở Hải Triều là nguyên nhân để xảy ra vụ án làm chết hai người. Tối ngày 29 tháng 1 năm 2000, Nam Cam cùng Hồ Việt Sử đến nhà Hiệp gọi cho Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung rồi Thượng tá Dương Minh Ngọc đều là những sĩ quan công an Nam Cam từng cộng tác làm đặc tình lúc hàng vi ở hẻm 148 tôn đảng quận tư Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung là cao thủ điều tra trọng án, còn Thượng tá Dương Minh Ngọc là sĩ quan cảnh sát hình sự lừng danh. Anh em SBC thường lấy hình ảnh anh quanh thân mình bảo vệ nhân dân dũng cảm triệt phá các băng cướp sừng sỏ để làm gương. Sau khi được cầu cứu, Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung gặp riêng Nam Cam để thuyết phục đưa Bãi Việt ra đầu thú. Nếu Bãi Việt tự ra đầu thú như gợi ý của Nguyễn Mạnh Trung và khai theo sắp xếp của Nam Cam, có nghĩa Bãi Việt là kẻ chủ mưu, nhưng lỡ Bãi Việt phản cung thì sao? Nam Cam quyết định sẽ tính cách khác chứ không để Bãi Việt ra đầu thú. Sau Tết Nguyên Đáng, Hiệp đến nhà Kim Anh thuyết phục Bãi Việt, nhưng tên này không đồng ý với kế hoạch trên. Bãi Việt trốn sang Campuchia nhờ các mối quan hệ của gia đình Nam Cam, rồi dùng hộ chiếu giả định xuất ngoại sang Canada, nhưng bị cảnh sát Thái Lan phát hiện nên kế hoạch không thành. Nam Cam xoa so tay tỏ vẻ yên tâm khi Kim Anh thông báo về tình hình của Bãi Việt. Với y, kẻ nào dám đụng vào gia đình, con cháu của y đều phải trả giá bởi vì chỉ có gia đình y mới xứng đáng là người và mạng sống mới đáng quý, còn bất kỳ ai khác sống chết chẳng khác gì con rồi. Sau khi vụ trọng án xảy ra, đại tá Võ Văn Măng, phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc, báo cáo kết quả điều tra vì sao trung sĩ Phan Lê Sơn bị giết trong thời gian sớm nhất. Cơ quan điều tra giao cho công an quận nhất Triệu Tập Đặng Thu Thơm, chủ quán Cẩm Chỉ đến để làm việc. Chồng Thu Thơm, công tác tại đội an ninh điều tra, công an quận nhất, cũng được mời lên làm việc. Điều tra viên Nguyễn Văn Thành và trưởng công an quận nhất là Vũ Trinh tiếp Thu Thơm. Ông Trinh trực tiếp hỏi Thu Thơm theo kiểu móm ý. Bọn nó đã ra đầu thú hết cả rồi, sự việc đã rõ hết, nhưng muốn cô khai đúng sự việc. Vì bọn chúng nói là vẫn thường xuyên tới quán cô ăn và biết cô. Con dao chúng nó lấy chém nhau là ở quán của cô. Bảy Việt đã dùng con dao này chém phần Lê Sơn. Thơm phản bác. Dạ không có chuyện đó. Dao nhà cháu vẫn còn nguyên. Hơn nữa không dính chút máu nào. Người chém Sơn mặc áo trắng chứ không phải bảy Việt. Biết chồng Thơm là một chiến sĩ công an. Ông Trinh nói vòng vo. Chồng cô là người tốt nếu cô không khai đúng sự việc thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của chồng cô. Ông Trinh đưa thơm sang phòng phó trưởng công an quận Nguyễn Hoàng Tuấn. Tuấn gặn hỏi, sao không chịu khai hết, lại cứ nói là người áo trắng. Tôi khẳng định là Sơn đã lấy dao trong quán cẩm chỉ chém lại bọn nó, và thằng Thịnh nó khai là nó lấy dao ở quán em, nó chém xong thì bỏ dao lại. Thơm một mực khẳng định, em biết gì đã khai hết, Sơn không có lấy con dao, ở quán của em chém thịnh Ông Tuấn tiếp tục tra hỏi Anh nói cho em biết Giao bọn nó và thằng Sơn Lấy ở trong quán của em Mà em nói không có Thì mai mốt anh cứ triệu tập em hoài Xem em có dám không lên hay không Còn chuyện phát triển của chồng Và việc buôn bán của em nữa Tình tiết Phan Lê Sơn Lấy con dao của quán cẩm chỉ Được hình thành Vụ án được điều tra sang hướng Trung sĩ Phan Lê Sơn và bổng cung đồ xô sát nhau do ăn nhậu sơn lấy dao ở quán cẩm chỉ đánh lại và sau đó bị bọn côn đồ cướp dao chém chết thượng tá nguyễn mạnh trung căn cứ vào chứng cứ thu thập được về thọ đại úy còn yếu chỉ là gây rối trật tự công cộng chưa đủ cơ sở để khởi tố và bắt giam thọ về tội giết người mạnh trung báo cáo với đại tá võ văn măng cần tiếp tục thu thập tư liệu chứng cứ để bắt đúng người đúng tội thì sẽ thuyết phục hơn sau khi bị công an quận nhất tra hỏi một cách khó hiểu ngày 4 tháng 4 năm 2000, nhân chứng Đặng Thu Thơm đã làm đơn trình bày gửi lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng để đề nghị làm rõ. Lần đó cơ quan điều tra đã không xem xét thọ đại úy theo hướng tội giết người từ hành vi cầm đầu, suối kẻ phạm tội để tìm chứng cứ chứng minh là một sai sót lớn nếu căn cứ khoảng 2, điều 245 bộ luật hình sự để bắt thọ sẽ có lợi hơn là để hắn ta ngoài xã hội. Bởi hắn là cháu ruột kiêu năm cam bằng cậu, nên thọ có vai trò rất quan trọng trong tổ chức tội phạm của năm cam. Do không bắt thọ nên hắn đã bỏ trốn khi sức khỏe đã khá hơn. Công tác điều tra, truy tìm thủ phạm giết Phan Lê Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Bằng giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Thượng tá Dương Minh Ngọc, trưởng phòng cảnh sát hình sự, Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra, gặp riêng Nam Cam, thuyết phục y đưa bãi Việt về đầu thú sau khi phát hiện gã đang lẫn trốn bên Campuchia. Tuy nhiên, bãi Việt có đến cơ quan điều tra tử thú, nhưng lại khai báo theo sự sắp xếp của Nam Cam. Điều tra viên Đặng Hải Tương cho bãi việc đối chất với các đối tượng tham gia gây án đã khai y là kẻ chủ mưu cầm đầu vụ án giết cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn, nhưng y phản cung. Điều tra viên Triệu Tập Thọ, Hiệp và những người bãi việc vừa khai đến trại giam Chí Hòa đối chất với bãi việc. Khi đã có tội phạm đầu thú, hướng điều tra tất nhiên sẽ tập trung làm rõ hành vi phạm tội của họ. Năm cam bí mật cho bãi việc biết, chờ đến khi kết luận điều tra về vụ án được hoàn thành, chuyển sang viện kiểm soát và đưa ra tòa xét xử. Khi đó, nếu kẻ đầu thú phản cung thì vụ án sẽ rơi vào bế tắc, phải hoàn trả hồ sơ cho cơ quan điều tra. Lúc đó mọi chuyện sẽ diễn tiến theo hướng gây rối trật tự công cộng, bãi việc sẽ được thoát khỏi vòng lao lý. Làm theo chỉ đạo, bãi việc phản cung phủ nhận lời khai của mình, không có ai xúi dục và giúp đỡ tôi trốn qua Campuchia cả. Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung ký kết quả điều tra chuyển hồ sơ kết luận bãi việc là kẻ chủ mưu vụ án giết Phan Lê Sơn sang Viện Kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh. Bãi việc thấy mình có khả năng bị nhận mức án cao nhất nên đã viết đơn kêu oan và tố cáo năm cam. Với những tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được, đã đủ cơ sở kết luận năm cam hiệp phòng mã thọ đại úy và những người có liên quan theo lời khai của bãi việc phạm tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Vậy còn những kẻ như Nguyễn Hữu Thịnh, Bảy Việt, Minh Bu đã lôi kéo xúi dục đồng bọn, hại cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn thì sao? Căn cứ kết luận và đề nghị truy tố thọ đại úy, tội gây rối trực tự công cộng. Nguyễn Thị Kim Yến, Lê Thị Hồng Ngọc, Phan Thị Trúc, tội che giấu tội phạm và các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội giết người của cơ quan điều tra. Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra cáo trạng chuyển sang tòa án nhân dân cung cấp. Thủ phạm chủ mưu giết Phan Lê Sơn là những tên con cháu trong gia đình và những tên đàn em thân cận của Nam Cam. Sau khi án mạng xảy ra, Nam Cam dùng tiền dàn xếp can thiệp vào quá trình điều tra làm sai lệch hồ sơ vụ án. Thọ tuy là kẻ chủ mưu nhưng chỉ bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng và được tại ngoại. Nam Cam, Hy Phong Mã gần như ngoài cuộc. Kết luận điều tra và cáo trạng sau đó đều xác định bãi việc là kẻ chủ mưu giết người. Từ việc đưa hung khí tới lời kéo đồng bọn đánh nhau và đâm chết Phan Lê Sơn, Phạm Phúc Hưng. Tuy nhiên, lời khai của bãi việc có nhiều khuất tất, có không ít sai phạm trong quá trình điều tra. Thêm vào đó là lá đơn của nhân chứng Đặng Thu Thơm gửi lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc điều tra vòng vo của công an quận nhất. Tiếp đó là lá đơn kêu oan, tố cáo của bãi Việt khi phát hiện mình có nguy cơ bị chịu án dựa cột. Ngay sau đó, cuộc họp giữa tòa án, viện kiểm soát và công an thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra. Thẩm phán Bùi Hoàng Doanh, chính án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Tòa trọng chứng cứ hơn trọng cung yêu cầu cơ quan điều tra xác định rõ vai trò của bảy việt, làm rõ nguồn gốc các loại hung khí gây án, không để lọt người, lọt tội. Ông Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò của bảy việc trong vụ án, xác định nguồn gốc hung khí gây án. Lá đơn của nhân chứng Đặng Thu Thơm được Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận sau khi xem xét có dấu hiệu sai phạm trong điều tra xử lý tổng cục cảnh sát vào cuộc sau khi viện khoa học hình sự cử lực lượng giám định pháp y thực hiện các cơ chế hình thành dấu vết thương tích xác định các loại hung khí gây nên thương tích trên hai tử thi Phan Lê Sơn và Hồ Phúc Hưng vụ án trung sĩ Phan Lê Sơn vì thế rơi vào bế tắc phải đến khi giang hồ đất cảng ào ạt nam tiếng, khuấy động địa bàn làm ăn, khiến ông Trùm đứng ngồi không yên. Giọt nước tràn ly khi năm cam lệnh cho hải bánh, một gã du côn nổi tiếng đất Bắc. Sát hại bà Trùm giang hồ đất cảng là Dung Hà, thì vụ án mới tiếp tục được điều tra làm rõ. Từ đây, chân tướng năm cam và đồng bọn mới được lộ diện. Để theo dõi phần tiếp theo của kỳ án năm cam, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh báo nói cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại